Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình, cấu hình cao, giá rẻ đến từ thương hiệu Motachi, một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu của Nhật. Model là XMEZ, chiếc xe đạp Nhật. Cái độ mới của chiếc xe thì các bác có thể đánh giá trên hình đây, mới cực kỳ là mới. Em đánh giá là độ mới nó còn của khung nó còn 85-90% đấy. Rất là ít vết xước, hầu như không vết xước nhỏ là đáng kể này. Motachi, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Nước sơn thì nguyên bản, các bác nhìn là nước sơn này, rất là bóng bẩy. Cực kỳ là mới, xích líp cũng còn rất là trắng. Cái giá bán của em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 5,6 triệu. Thì các bác đã được một chiếc xe trang bị cả phanh dầu, được trang bị cả phanh dầu của Shimano. Và cấu hình là cấu hình Shimano Asiga. Nó cũng rất là ngon trong cái tầm giá này rồi. Asiga, đây là 2 3 4 5 7 8 tầng lip. 8 tầng lip, lip cuối HG. Và trên này là 3 tầng đĩa. Cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Đĩa trên Shimano. Bánh, kích thước bánh là 26 inch, toàn bộ là nguyên bản hết, lốp cũng là lốp nguyên zin thôi nhé. Lốp này đi cực kỳ là ít này, các bác nhìn là phần lốp này chủ cũ đi khá là ít mà bán lại đây là giữ cái độ mới đó rất là tốt. Nguyên bản hết từ ghi đông phút tăng này. Giảm sóc đánh theo xe luôn. Đấy, các cái thông số. Bánh 26 inch, mayơ còn được là mayơ bạc đạn luôn các bác nhé. Rất là ngon, trong tầm giá đang bán chỉ có 5,6 triệu. Được bánh bi vòng bạc đạn này, phanh dầu Shimano này và cấu hình Shimano Asiga. Đấy, rất là ngon. Tay bấm xả Shimano 8 speed. Speed bên này là 3 8 lít 3 đĩa 24 tốc độ. Và giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43-42 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe có size lõng tương đối nhỏ cho các bác, từ 59-60, 1m 59-60 đến khoảng 1m 70 đi là phù hợp. Cái độ mới của nó còn tương đối là mới, nên là bổ chuyển động các thứ còn rất là ngon này. Không có vấn đề gì ở cái bộ chuyển động. Rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 5,6 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đem lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.